Biết sợ Biết sợ. không? Con người ta có đồng chí khi trải qua quá nhiều thứ. Cùng giống nhau. Em có Chắc nghe chắn. câu con chim trúng tên sợ cành cây không không? Nó đã Chúng từng bị thương nó nằm ở và khi nó đậu cạnh lên một cây. cành cây, có một cành cây khác vô tình chọt vào nó rồi nó sợ. Anh đừng có nghĩ anh thua thiệt nhiều người, đó là sự tự ti. Anh nên biết bản thân mình ở đâu, anh nên cố gắng hơn. Nếu một người con gái chọn lựa, họ sẽ Thích cho người hướng tự về tin hơn. một người có thể tự tin về chính bản thân Chính mình. xác. Đàn ông bản lĩnh lúc nào cũng tự tin. Một người đàn ông tự tin, họ có thể làm hết tốt hơn ở trên đây. Một người đàn ông nhút nhát, họ càng ngày càng lùi xuống. Nếu một người bỏ đi nhiều tiền, anh sẽ nhiều tiền. Nếu anh thích một người bỏ đi theo một người đẹp trai, anh phải đẹp trai. Thì một cái body mà có thể bao nhiêu người yêu, anh có thể làm được nó bằng sự quyết tâm. Ừ. Về cái chuyện mà tự ti á, đâu ai muốn xấu đúng không? Đúng. Em có chắc là không ai thích người mập? Anh đã từng có người thay đổi, nhìn từ chối. Trong một một thời điểm đó, anh chỉ xác định đúng một người. Họ từ chối, anh chỉ cần sự rõ ràng thôi. Chiến cái gì chiến cho cùng chứ, cho bản thân mình cơ hội. Cũng chưa biết làm sao nữa. Chưa biết làm sao mà. Cái đó để em về em suy nghĩ. Cái đó mình về mình suy nghĩ lại đi. Chứ suy nghĩ. anh gói quá, ngồi nắng gói đó. Trong 2 ngày cuối cùng mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tại vì mình sống theo một cái nguyên tắc, khi con gái chưa là của ai thì mình có thể tán tỉnh. Nhưng một khi mà họ đang trong một mối quan hệ, một sự tìm hiểu với ai đó, mình rút lui. Vì Austin hợp hả? Một chàng thì ít nói, không hiểu ngôn ngữ Việt Nam. Còn nàng thì dễ thương, vì tinh mấy tế nhiều lắm á. thích mèo nữa. Chị đang nói nhiều thôi nhưng mà rất là thấu hiểu. Austin là cái người mà mình cảm thấy có cái sự thay đổi khi mà mình có góp ý cho anh. Với lại anh và mình cũng có rất là nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ của nhau. Còn về phía anh Minh thì tại vì mình thấy anh Minh rất là vui tính, rất là vui vẻ với mọi người, và anh Minh cũng cũng khá là tình cảm. Nếu mà mình hiểu tiếp xúc nhiều với anh ấy thì sẽ thấy anh ấy rất là tình cảm. Mình nghĩ là Austin và Minh là sẽ là người mà mình có thể là muốn tìm hiểu trong 2 ngày tới. Anh cũng buồn em quá à. Tưởng em thích anh chứ. Anh làm tất cả vì em, cuối cùng em nói không thích ai, buồn ghê. Tại vì em thể hiện em thích mấy chị rồi cho nên là em không dám thích anh. Thể hiện chứ thích ai? Thích mọi người. Một người nào? Thì ai biết anh, trong lòng anh em muốn nói đó. Em sẽ hối hận. Hả? Em hối hận là sao? Tức là anh kiếm anh hả? Đi đâu họ đã muộn màng. Làm thì lo, làm đi thả thính rồi. Không, anh đâu có nói là anh thích ai hay không thích đâu. Bailey cũng ấy ghê. Bailey á, lần nó nhìn anh nó cái dính mắt khó chịu á em. Nhưng mà ở đâu biết những tâm sự của anh đâu. Không nói người ta biết. Nói gì chi, chúng ta có những điều không nên nói ra. Em thấy anh với Ly sao? Hỏi thiệt á. Tính tình thì chắc không hợp. Em nhận xét thế nào về anh Minh? Anh Minh hả? Ờ. Nói nhiều. Nói nhiều. Có nói nhảm không? Có. Trở về sau buổi hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, các thành viên ngôi nhà chung cùng ngồi lại với nhau bên bữa cơm tối. Thế nhưng, cặp đôi bí ẩn lại là những người cảm thấy không được ngon miệng trong lúc này. Một lần nữa bây giờ, trời ơi. Sao không biết bạn cho em, mà đi dắt nữa anh ta. Phải đi quay lại gần tuần rồi chứ. 2 ngày nữa về rồi. Ở trên mình còn một cái giải để đi chơi tụi mình riêng nữa. Anh được kêu. Bạn nữ tâm kết hồi tháng rồi đó. Mình nghiêm túc lại đây đây nè. Bây giờ chị Diệu trước. Diệu ok không? Em không phải là cặp đối biện, em là cặp đối biện. Em đền 10 triệu cho mọi người luôn. 10 triệu đủ mọi người đi bóc chơi đã luôn. Nếu em là cặp đối biện trong chương trình này em sẽ phạt bị phạt 10 triệu, ok. Em là Tường Vy, em xin tuyên bố với mọi người em không phải là cặp đối biện. Nếu như em là cặp đối biện anh sẽ đền cho mọi người 10 triệu. Rồi tiếp. Em là Như. Không dám nè, hay chưa? Em là Như, em không dám. Nó không có dám. Rồi để cho con nhỏ nói. Không có nói. Cho con nhỏ nói đi, nói đem nói. Quéo anh, quéo anh. Trời không quéo phải. Rồi. Không, Vy đánh lạc hướng á, Vy đánh. Này. Rồi vô em. Em mắc cười mới. Rồi nói nè, 2 3. Đó đó là Như ý đúng không? Em mà là cặp đối với em chịu 10 triệu mọi người đi chơi, ok. Ok. Trời ơi, ở đây ai cũng giàu hết đó mọi người. Cái đó là mọi người ép buộc, em không biết sao đâu, em phải em sẽ nói cái lời này. Trong khi bọn em tham gia chương trình là em với anh Nhân là cặp đôi bí ẩn, cho nên là trong tất cả thì ngoài những tâm sự với mọi người thì khi tham gia trò chơi này kia thì hai anh em đều đang diễn. Cho nên là 10 triệu đó em cũng đang diễn chứ không phải là thật nha mọi người. Thì cho nên là em không có mất 10 triệu đó nha. Cặp đôi với ổng sẽ bỏ ra 10 triệu, 5, 10 triệu, tới 10 triệu là tụi mình đi chơi tiếp. Thôi chơi luôn.
đều đúng không? Trong đây dân giàu giàu đúng không? Nếu mà riêng dân là còn thêm xe mô tô nữa. Xe bây giờ 250 rồi. Có nó nhiêu ta? Xe cũ tầm 130 mấy. Ừ, cũng được 130 mấy. Anh em mình đi Thái Lan chơi một buổi. Giàu á? Dạ. Trời ơi, làm ba xe bây giờ. Không sao đúng vậy? Mình có đũa em. Hay là em hoang mang quá em quên mất kìm đũa. Mà tái mép luôn rồi. Ủa anh nhìn em. Cái kiểu gì anh đang nói chuyện với người ta nói mình chết mẹ lo quá cái nặng mình đúng. Em mới nói ngay từ đầu em là một đôi với hẳn đó rồi. Vậy đưa chìa khóa xe với cái giấy cho mình thẳng đi nếu em nói vậy. Sao người không tin với bộ. Thì giờ giấy đi. Cái giấy rất là ngon à. Thì mình này rửa chén. Qua tao rửa, qua đây bắt rửa. Rửa thế nào? Mất giấy giới mà. Hôm qua ai đứng rửa với mày? 10 triệu rồi mất. Dù đã cùng nhân rửa chén ngày hôm qua, thế nhưng Minh vẫn quyết định phụ giúp Lily một tay. Cứ ấy mạnh mạnh lên, đừng sợ chén đau nha. Chén đau sao bạn sợ em đau? Ừ. Em đâu sợ anh đau. Ừ. Ừ. Minh và Lily dường như không hay biết cuộc trò chuyện lúc này của họ đang bị các thành viên khác âm thầm theo dõi. Sau này mình có bạn gái cũng hai đứa lấy nhau về và cũng cùng nhau san sẻ nhiều. Được lúc đầu. Chọc đôi bạn mà. Ồ. Ủa mọi người. Em có thấy những con người đó đang canh tị với chúng ta hay không? Thôi em hết hồn luôn, em quay lại em hết hồn luôn á. Em không nghĩ mọi người đứng đó luôn á. Mọi người coi không? Gan ghê, 10 triệu đâu là cái gì? 10 triệu đó hả? 10 triệu đó là hết. Thôi vô ngủ mọi người, rồi chán quá. Sau bữa tối, các thành viên tiếp tục quây quần bên nhau để chơi đùa. Thế nhưng, có những người chỉ muốn dành khoảng thời gian này để chìm đắm vào những cảm xúc của riêng mình. Và đôi khi, họ cần lắm một ai đó để sẻ chia. Bắt em nhỏ đi mascara. Anh chắc anh chẳng đi đến nơi gọi là nhà. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dài. Ủa cái gì á? Ủa sao ra đây vậy? Người ta nói cái gì á? Mình có năm cái gì? Mình thấy, mình nghe, mình hửi. Giác quan. Giác quan. À, ý là nói anh có vô số để đi ra đây hả? Giác quan thứ 6. Cũng khá là bất ngờ. Tại vì thấy Tin ra nói chuyện. Xong đó thì mình cảm thấy có một người nào đó trong nhà chung để mà mình có thể chia sẻ thì điều đó mình cũng rất là vui và rất là trân trọng. Em không sao đâu tí. Hồi sáng lúc mà mình đi chợ mua đồ cho mọi người ha, cái đi chung với bà nè, em nhìn bóng dáng bà đi trước mà em nghĩ tới mẹ em. Thấy tại vì hồi đó mẹ hay dẫn đi chợ. Từ lúc mà em lên Sài Gòn, mẹ em cũng hay nói chuyện với em lắm. Nhưng mà nói em với mẹ có nhiều cái chuyện xảy ra nên là mẹ với em có một cái khoảng cách á. Anh không biết có hổn không? Mà mình phải coi ba mẹ mình như con nít vậy nè. Ý anh là cái tình cảm cho ba mẹ mình phải gần giống như là nếu mình có đứa con. Em hiểu rồi. Ý là tình cảm của mình dành cho ba mẹ thì nên cũng giống như là mình dành cho cái đứa con của mình. Đúng rồi, giống như đứa con của mình. Tại mình không bao giờ, từ bỏ con mình đâu, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì lúc nào mình cũng tìm cách để tha thứ và trong cái trường hợp này giống như mình tỏ tình với mẹ mình để cho họ biết là mình cảm thấy như thế nào, mình vẫn thương họ như tới mức vậy. Từ lúc đó đến khi em già đi á, em với gia đình em nó khác hẳn luôn á, giống như họ hiểu liền luôn, hạnh phúc luôn, hẳn luôn á. Tại vì lúc mà mình nghĩ về một người mẹ hoặc một cha đó là mình nghĩ là họ là phải giống như là superhero kiểu này. Đúng rồi. Phải làm cái gì cũng đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thì em không nhận ra. Mà bây giờ nhận chưa? Dù gì họ cũng là ba mẹ của mình. Em biết là mẹ của tôi nghiêm nhưng mà cái cách mẹ em thì nó vô tình là cho em buồn á. Cái cảm giác thật sự của em á, em có dám gọi qua cho mẹ không? Hồi nãy em cũng tính gọi điện cho mẹ rồi. Mà anh ra đấy. Ba em có gọi cho em, ba em gọi điện. Em thấy ba ngồi với mẹ đang ngồi ăn tiệc với lại nhà của ba mẹ nuôi của em á. Nên là em không gọi.
gọi, tại vì giờ gọi không đúng lúc. Mọi người đang vui, mình gọi mình sẽ khiến mọi người buồn. Với lại sẽ mắc cười lắm. Kiểu như đang gọi lên lớp mẹ, con nhớ mẹ. Lúc mà chắc mẹ mắc cười. Thôi mẹ đang xỉn. Nhưng mà mẹ đang xỉn, thì mẹ như mẹ mắc cười. Em mệt. Bà ngầu hả? Nói bà ngầu hả? Bà? À, bà nhìn bà ngầu hả? À. Để em ngồi này này. Cái bà kêu em nhậu không? Rồi em nhậu không? À, bà có mua cái gì đó, da trâu á. Da trâu hả? Cứ ngày mai bà nấu cho tụi mình ăn. Đó, xong nãy đó, nãy nhớ mẹ. Anh muốn vô mọi người chưa? Em muốn vô. Từ từ em đợi mắt em hoặc đỏ. Ok, anh đợi em. Vẫn đỏ. Khi nào mới hết đỏ? Mắt hơi vẫn bị... Đó, bập sưng. Bập sưng ấy. Để anh tác em một lần. Em nói anh Austin đánh em. Austin chửi em nên em khóc. Austin ăn hiếp em mọi người ơi. Trái với những cảm xúc lắng động của Vi và Austin thì bên trong nhà là một bầu không khí rất khác. Chà, nó kẹt đúng này. Dạ rồi, chào đây. Nhớ chờ ham hố. À được nè. Bún hả? Bay nè, bay vào mạnh nè. Bún thử đi. Ghê. Thầy bún quen á. Bún gì? Bún gì quen? Bún gì quen? Bún gì quen? Để cho cái giữa còn cái thôi. Ủa, lấy cho đấy mà. Bị luôn. Ai đâu mà. Kiểu cái này còn lăn chân. Thèm đúng lúc. Thèm. Vậy thôi. Mũi chạm mũi nhìn vào mắt nhau. Ủa vô. Rồi chọn đi. Rồi chọn đi em. Bất ngờ bị xử thua và phải thực hiện hình phạt tương tác. Nhưng sẽ chọn ai để tránh bị lộ là cặp đôi bí ẩn? Thấy bên kìa. Ý vậy em? Ý kìa. Hầu như là tất cả hình phạt của anh Nhân là đều chọn mình. Cho nên là mình cảm thấy mình vẫn còn rất là quan trọng với anh Nhân. Và thêm phần nữa chắc có lẽ là anh Nhân cũng làm vậy để diễn trước mọi người. Bọn mình đang thích nhau và đang muốn tiến tới với nhau chứ không phải là cặp đôi bí ẩn. Cho ngồi cái bên đi. Đếm nha. À, ok. Tên 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 tên. Để nó mất kêu quá à. 1, 2, 3. 14. Dường nghĩ cặp đôi bí ẩn là chắc là Nhân với Ý. Nhìn vô thì tưởng là tình cảm giữa hai người xuất phát từ đầu chương trình tới giờ. Nhưng mà không phải. Theo Dường nghĩ là tình cảm đó nó xuất phát từ bên ngoài. Có nghĩa là họ yêu nhau trước là cặp đôi bí ẩn. Nên mà bây giờ nó có một số, ví dụ như ánh nhìn từ Nhân. Cái ánh nhìn có cái sự trìu mến, quan tâm đặc biệt đã từ lâu rồi. Chứ không phải là quan tâm trìu mến của cái sự thích thú từ trong 5 ngày trở lại đây. Đừng anh ví dụ chuẩn bị 2 triệu rồi nè. Lúc về thì giúp bị đúc đơn chuyển khoản. Chúc về bị đúc tiền rất là quá. Anh khuyên nên là trọng thành. Anh Nhân. Rồi đi em. Nói gọi đầu. Đợi chờ. Rồi chị qua đây. Giờ mình mắc vệ sinh rồi. Mắc vệ sinh. Nhờ một phát ý công chung. Em đứng ngoài cửa. Mình điên hả? Mình điên hả? Thôi em nhận được, em nhận được. Đưa đôi cà phẫu tươi lên chèn nhau những đau buồn. Ngã ngã này chắc không có em nói thiệt không? Không ngã được, không ngã. Đó. Đó. Cái ngã là ngã. Nhớ lên nè. 1, 2, 3. Đâu? Rồi, hôn má 15 giây, đứa nào xấu số này. Ý đi, không ý đi. Ý nha, không ý đó. Ở bên quê. Trời ơi. Đúng lực chơi. Đúng lực chơi. Rồi, ở đây anh em đếm cho. Còn người hung, nhanh. Còn người còn lại nắm tay. 1, 2, 3. Mình thấy hơi ngại một chút. Tại vì lúc đó đang mình đang nắm tay với anh Nhân, mình đang hình thành hôn. Mình cảm thấy hơi... không nói đâu. 14, 15. 14. Ở đó nóng tay quá thiệt. Nóng tay quá mọi người. Nó như gỡ vô cục than á. Chịu. Có người muốn mộng được thì mộng được.
giọng lên. Hôm nay thì mình cảm nhận được nhiều hơn là anh Minh đang thổ lộ ra là anh Minh cảm mến mình với thích mình. Hai anh em cũng có thời gian tiếp xúc nhau nhiều hơn và mình nhận xét ảnh là bớt nói nhiều lại với giỡn để ý một chút thì anh cũng có để ý thì mình cũng cảm thấy vui. Có vẻ như khoảng cách mà Lily tạo ra trước đó với Minh đến hôm nay bỗng dần được thu hẹp, và liệu Minh có tận dụng cơ hội này để phát triển tình cảm của Minh? Anh Minh là yêu đâm đầu. Anh kể chuyện thấy anh yêu đâm đầu, yêu bất chấp. Minh người rất là tốt luôn. Minh tốt mà. Minh là kiểu là một người mà lúc đầu sẽ ghét mà từ từ biết lâu rồi á, là một người rất tình cảm. Rất tình cảm và một người mình sẽ rất là thương. Đúng rồi. Thấy xinh chưa? Bình thường chưa? Bình thường mà. Buổi tối này nó xuống xuống lạnh nhờ. À mà đã sớm, anh thích lạnh. Đi đâu vậy, đi đâu? Người vui nhất lúc này chắc chắn sẽ là Nhân và Ý, khi sự vắng mặt không lý do của Austin và Vi như là cái cớ hoàn hảo để khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Giờ thích Ly đúng không? Để em biết đường em nói Ly cho. Đó. Thôi, hôm qua sáng Ly nói là anh không phải là người của Ly. Vậy thích Diệu đúng không? Diệu nói là anh không phải là người của Diệu. Ý thì sao? Ý nói là Ý thích Nhân rồi. Em chưa nói gì với anh hết. Em nói thì anh trả lời. Anh phải nói sao em trả lời tự nhiên. Sao? Anh thích em thì anh phải nói anh thích em chứ. Mà em gửi ẩn rồi. Nhưng mà anh phải nói, đâu có chắc chắn em đã kêu không, là em không nói giỡn với quyết định của anh. Quyết định nào thì cũng khác quyết định nào. Ý là đã chọn viên ngay từ đầu nhưng mà cô thử ba cô kia coi đi. Coi dính được con nào hay con đó. Nó thì tính anh giỡn nhưng mà khi anh đi quay đó là thật lòng. Vậy giỡn đi nhưng quay. Mà người yêu thôi. Thì đương nhiên là ba mẹ anh mới yêu ba mẹ anh trước chứ. Sao? Thôi về phòng đi. Bây giờ anh thích ai? Tại sao em phải tâm sự cho anh trong khi anh không chịu tâm sự với em? Không có. Lúc đầu mới chở anh có ấn tượng với Diệu chắc anh thích. Diệu mạnh mẽ và nam tính. Nhìn Diệu thấy giống một người anh của anh. Nói chung á, anh bị cọn cho nên là lúc đầu nhìn Diệu không có rõ. Rồi sao nữa là vẫn thích Diệu đó. Đâu có, con trai đều thích nhau. Diệu gái. Trai. Sao anh nói em con trai hả? Anh thua rồi. Mới đầu em thích Austin mà Austin 6 ngày không đi tắm thì hết thích rồi. Anh sẵn cãi luôn. Cãi lương hả? Cãi lương. Cãi lương á. Cãi lương luôn. Tại vì cãi lương giùm hết cho tim. Cái này ngớt quá. Bữa giờ 6 ngày em chưa tắm. Thôi thiệt hả anh? Mới có 6 ngày thôi mà mình sao làm chuyện quá nhỉ? Bình thường quá. Thật ngứa rồi đó. Mình phải ở bên Mỹ khác. Bữa nay em gặp đây là một tháng một hai lần thôi. Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiết kiệm sao mà. Để mà thay em tắm thì tao làm. Anh xin tiền tắm. Tắm như thế là bình thường thôi. Thôi, giờ tắm thật, kiệm dọn mới tắm nè. Sau bữa tối tràn ngập những cảm xúc khác nhau, sáng nay các thành viên ngôi nhà chung đã thức dậy từ rất sớm để ra vườn rau phụ giúp các cô chú nông dân tại thôn Đi Ôm A, xã Lạc Xuân. Dạ con chào chú. Con chào chú. Tụi con đến từ chương trình lớp 2 á chú. Hôm nay tụi con có nhận một nhiệm vụ là phụ chú cắt cỏ ở vườn bắp cải. Đây, có hai vườn đây. À, vườn này với vườn này chú. Chú ơi, mình nhổ hết luôn hả chú? Mình nhổ đây xong là mình xỉu luôn đấy chú. Khi nào cỏ mình nhặt thôi. Dạ. Thôi làm thôi mọi người. Ok. Con chào mấy cô. Trời, mấy này con nhà con làm bài, hai gặp là bốn luôn. Hai đúng làm tới 2 giờ chiều luôn. Mình hai đúng này, mình qua đây nè. Đi. Trời ơi, này chắc cắt tới sáng quá mọi người ơi. Bình thường là một luống là cô cắt khoảng bao lâu cô? 15 phút. Wow. Mình nhân 10 lên. Nhiều quá. Nhiều quá. Nhiều lắm. Anh biết bên kia nhổ cỏ rồi sao ta? Người ta dạch lá tìm sâu, mình dạch lá tìm cỏ. Đôi bàn tay nông dân nè. Thân thoát nè. Anh phải nhổ luôn cả cái rễ. Như anh nhổ như vậy là lần sau nó có cơ hội nó mọc lên lại. Nè, Austin có cái cây quất cỡ nè. Đây, anh đụng vô cây này đi. Đó, nó khép lại hay chưa? Nó bình thường nó sẽ xòe cái lá ra. Nhưng mà mình đụng vô cái nó khép lá lại. Người ta gọi là cây mắc cỡ. Nhà cô bao nhiêu đứa con cô? Cô buồn đứa. Ồ.
trai gái cơ. Đó để em gãi mấy cái này thăm. Cô thấy con sao cô? Được không cô? Vậy mình trồng rau nuôi cá kìa. Về chắc ba bữa bà má vợ khách chỗ dí quá à. Có một cái tính hơi xấu của anh là quen ai kiểu như anh dành gần hết thời gian mà rảnh cho họ, cần cái gì lúc nào mình cũng có mặt hết. Vậy quá tốt rồi. Nhưng mà đôi khi họ lại thấy nó ngợp, nó phiền. Nó phiền đúng không? Mình không quan tâm á thì người ta nói là mình không có thương. Vi! Anh coi cái đít Vi kìa, anh nhìn thấy không? Ừ. Anh sẽ tin phổi cho Vi đi. À. Thôi, phổi cũng làm cũng dơ tiếp à, làm sao còn phổi? Ừ, tính cơ hội. Anh lỡ anh nhân là cặp đôi bí ẩn làm sao anh? Thì 10 triệu. Trời ơi, anh bây giờ gặp ai gặp đôi bí ẩn cũng được hết á. Anh gài không ạ? Gài mà có lợi cho mọi người mà. Đúng không, mọi người có thích không? Ừ, thích. Gặp đôi bí ẩn không thích, gặp đôi bí ẩn nó chửi anh trong lòng. Nói thằng này chơi tiền mà. Nhưng mà anh Nhân là em thích anh Nhân mà giờ anh Nhân lộ ra cho em buồn lắm á. Em thích nhau hả? Ờ, anh Nhân là em thích anh Nhân rồi mà. Bởi vì sao? Tại ba người không thích em nên em thích anh Nhân. Tào lao, tình yêu như trò đùa ấy. Thật giọng vậy. Giỡn anh á. Chứ em thích ai nhiều nhất? Không thích ai hết á. Nếu mà chuẩn thì... Ừ, thì kiểu phải có an toàn chứ. Cái buổi tỏ tình đó đó, anh đánh đàn đi ý, nghe đàn lắm á. Mà ý thích Nhân rồi. Từ lúc vô anh đã xác định em là một đối thủ của anh rồi. Một đối thủ của anh nhất là một thằng trưởng thành. Anh chưa bao giờ coi em là đứa nít hết. Con người ta có biết sợ. Biết sợ. Ừ. Con người ta có rụt trí khi trải qua quá nhiều thứ. Cùng giống nhau. Em có chắc nghe chắc. Câu con chim trúng tên sợ cành cây không? Nó đã từng bị thương. Nó nằm ở... Và khi nó đậu lên một cành cây, có một cành cây khác vô tình chọt vào nó là nó sợ. Anh đừng có nghĩ anh thua thiệt nhiều người, đó là sự tự ti. Anh nên biết bản thân mình ở đâu, anh nên cố gắng hơn. Nếu một người con gái chọn lựa, họ sẽ... Thích cho người tự tin hơn. Một người có thể tự tin về chính bản thân mình. Đàn ông bản lĩnh lúc nào cũng tự tin. Một người đàn ông tự tin, họ có thể làm hết tốt hơn ở trên đây. Một người đàn ông nhút nhát, họ càng ngày càng lùi xuống. Nếu một người bỏ đi nhiều tiền, anh sẽ nhiều tiền. Nếu anh thích một người bỏ đi theo một người đẹp trai, anh phải đẹp trai. Thì một cái body mà có thể bao nhiêu người yêu, anh có thể làm được nó bằng sự quyết tâm. Về cái chuyện mà tự ti á, đâu ai muốn xấu đúng không? Đúng. Em có chắc là không ai thích người mập. Anh đã từng có người thay đổi, nhìn từ chối. Trong một thời điểm đó, anh chỉ xác định đúng một người, họ từ chối. Anh chỉ cần sự rõ ràng thôi. Phải chiến cái gì chiến cho cùng chứ. Cho bản thân mình cơ hội. Cũng chưa biết làm sao. Chưa biết làm sao mà. Cái đó để em về em suy nghĩ. Ừ, cái đó mình về mình suy nghĩ lại đi. Chứ anh gối quá, ngồi nắng gối đó. Trong hai ngày cuối cùng mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tại vì mình sống theo một cái nguyên tắc. Khi con gái chưa là của ai thì mình có thể tán tỉnh. Nhưng một khi mà họ đang trong một mối quan hệ, mình sẽ tìm hiểu với ai đó. Mình rút lui. Vì Austin hợp hả? Ừ. Một chàng thì ít nói, không hiểu ngôn ngữ Việt Nam. Còn nàng thì dễ thương. Vì tinh tế nhiều, thích mèo nữa. Chỉ là nói nhìn thôi nhưng mà rất là thấu hiểu. Austin là cái người mà mình cảm thấy có cái sự thay đổi khi mà mình có góp ý cho anh. Với lại anh và mình cũng có rất là nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ của nhau. Còn về phía anh Minh thì... tại vì mình thấy anh Minh rất là vui tính, rất là vui vẻ với mọi người. Và anh Minh cũng khá là tình cảm. Nếu mà mình hiểu, tiếp xúc nhiều với anh ấy thì sẽ thấy anh ấy rất là tình cảm. Mình nghĩ là Austin và Minh là sẽ là người mà mình có thể là muốn tìm hiểu trong 2 ngày tới. Anh cũng buồn em quá, tưởng em thích anh chứ. Anh làm tất cả vì em, cuối cùng em nói không thích ai, buồn ghê. Tại vì anh thể hiện anh thích mấy chị rồi cho nên là em không dám thích anh. Mà... thể hiện chứ thích ai? Thích mọi người. Mọi người nào? Thì ai biết anh trong lòng anh, em muốn nói đó. Em sẽ hối hận. Hối hận à? Ừ. Em hối hận là sao? Tức là anh kiếm anh hả? Chị đâu, đã muộn màng. Làm thì lo làm, đi thả tính rồi. Không, anh đâu có nói là anh thích ai hay không thích đâu. Bé Ly cũng ấy ghê, bé Ly á. Lần nó nhìn anh nó cái dính mắt khó chịu á. Nhưng mà ở đâu biết những tâm sự của anh đâu. Không nói cho tao biết. Nói chi, chúng ta có những điều không nên nói ra. Em thấy anh với Ly sao? Hỏi thiệt á. Tính tình thì chắc không hợp. Em nhận xét thế nào về anh Minh? Anh Minh hả? Ờ. Nói nhiều. Nói nhiều. Có nói nhảm không? Có. Nhảm lắm phải không? Nhảm, nhiều, thùng, điên. Nói vậy ổng chửi không?
Chứ không chửi đâu. Chửi gì đâu, anh sẵn cái này anh. Sao em nói lại anh nghe coi. Em nói anh dễ thương. Ờ giỡn gì nữa. Vui tính. Hỏi gì nữa. Hết rồi. Ngồi xuống làm đi anh, không thua giờ. Hiện tại theo mình đánh giá, Ý đã là cô Nhân. Nhân đã chinh phục được Ý. Diệu thì là không có còn tình cảm nữa. Vi cũng không phải là mẫu người mình thích. Bạn để chia sẻ thì rất là ok. Còn Lily thì dễ thương, tinh tế. Hy vọng sau chương trình mình sẽ tìm được một người, một cô gái phù hợp với mình. Hy vọng hai ngày tới may mắn sẽ đến với mình. Anh thấy em đổ mồ hôi không? Thấy. Nhưng mà bây giờ anh muốn lau cho em à. Anh muốn lau hả? Thấy chưa? Em thấy rằng ghê em chưa? được rồi, áo anh. Áo anh em hiểu mà. Anh Nhân ơi. Nghe. Em buồn á, chứ em thích anh Minh quá. Buồn ai? Em buồn anh á. Sao buồn anh? Bé đó tuổi trẻ mà, nó hay thích lung tung, kệ nó, chở chơi đi. Già nó khỏi mất nết. Thôi mình đổi cặp đi anh Minh ơi. Xa Ý có một xíu thôi đó, mà không chịu. Không, Ý là qua đây làm cho. Làm với người ta thì cố gắng mà làm qua cái thử thách đi. Xa có một xíu thôi cũng đòi quay lại. Đâu? Nó cảm thấy em nó ăn em không được á em. Có nói qua Ý á. Anh Minh nói vậy là bậy nha. Bậy gì? Bậy lắm luôn á. Anh thấy ánh mắt của thằng Nhân nhìn Ly á kỳ lắm em. Ừ, em biết mà. Giống như là một con hổ mà thấy thịt thỏ vậy em. Nó xấu anh kìa. Nghe mà. Tuổi trẻ ngông cuồng, nó muốn cua hết gái chương trình luôn. Chị sản xuất mà không phạt 200 triệu là đã cua luôn rồi đó. Thiệt luôn á, thấy vậy luôn á. Em quen thằng Nhân sau này lợi là có lợi là răng không còn. Tại sao răng không còn? Thì nó ra nó ngoài nó quen mấy anh khác đánh ghen em. Nhìn nhanh vậy chứ chung tình nha. Đúng rồi, ai như Minh. Tuổi trẻ đã từng như vậy rồi. Hồi đó tự nhiên có nhiều người thích á. Ừ. Cái mình cũng đồng ý. Sau này mình mới nhận ra là hối hận. Mình chỉ cần một người duy nhất thôi. Xin chúa người ta có năm. Ông nghĩ ông 30 á. Ông cứ nói người ta là tuổi trẻ. Đừng khóc nha. Rồi ở ngoài em có gì hơn anh không? Nói nghe coi. Chiều cao. Ủa vậy là cao là hơn hả? Ủa cao không hơn hả? Chứ em thấy Cường Đô La có cao không? Ủa Cường Đô La hơn cái gì? Em thấy người ta đâu có cao đâu, thấy không? Nhan sắc có hơn không? Ví dụ thôi. Ví dụ cái hơn thôi. Thôi này đừng cọc nè. Đâu có cọc. Anh chỉ còn búng tay cái là em bay màu á nha. Anh búng hả? Ừ. Là bay Facebook hả? Không, bay hết luôn em. Toàn hình luôn. Không tin á. Không tin đúng không? Đúng rồi. Ok. Xong chương trình chạy lẹ lẹ, trốn lẹ lẹ nha em. Ok ok. Mình còn đi chung một xe về mà. Ừ. Kết thúc buổi làm việc ở vườn râu, dường như Minh và Nhân đã tạo cho nhau những hiềm khích không đáng có. Cô tụi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ừ. Có dịp tụi con sẽ quay trở lại. Ừ, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn mọi người. Và ngoài Minh ra, Nhân hoàn toàn không biết mình cũng đang gây chú oán với một thành viên khác trong ngôi nhà chung. Qua được không? Sao ta? Ủa sao mình lại chọn hướng này mình đi vậy? Mày con rắn. Nhân đưa em ra gặp Thành á. Cái hành động của Nhân khi mà Nhân muốn cõng em nhưng mà em không đồng ý. Và sau đó Nhân giận lẫy và bỏ đi thì em cảm nhận như là... Ủa anh thấy luôn hả? Em để ý lắm luôn á. Em thấy giận giận thôi. Khi mà Nhân quay lại đón em lần thứ hai mà Nhân cũng lơ lơ em luôn, lúc đó em cảm thấy như thế nào? Có lời mà. Sao ta? Em mới biết luôn. Thôi chứ em đập. Được không? Bây giờ anh kêu nó ra em đập nó một cái đi. Anh, em có thiệt anh kêu ra cho em chửi nó một cái. Sao mà nó dám nhẹ với em được? Bây giờ khi ngủ rồi anh kêu nó ra cho em. Heo dung của chồng em muốn nó thiệt á. Em nói thiệt đó, tại anh nói em không biết luôn đó. Ôi con rắn. Như Ý giờ đây chắc chắn rất hả lòng hả dạ khi đã trừng phạt được Nhân vì tội ghen tuông vô cớ. Tuy nhiên, sự thể hiện gần đây của cặp đôi bí ẩn này đang khiến mọi người nghi ngờ nhiều hơn. Austin và Tường Vi vẫn cho thấy họ đang mang chung một cảm xúc về nhau. Và gần đến cuối hành trình, thật bất ngờ khi xuất hiện thêm một cặp đôi tình cảm mới là Minh và Lily. Cảm xúc thật khó để đoán trước và chỉ còn 2 ngày cuối, liệu sẽ có những xoay chuyển tình cảm nào xảy ra? Hãy đón xem ở tập tiếp theo.